Sếp, khi chúng tôi lên nhà để kêu Dương, đúng lúc môi giới dẫn người tới xem nhà. Mới biết thì ra và anh ta đã dọn đi, nhưng không ai biết cổ đã dọn đi đâu. Cổ còn chuyển trường cho con luôn, chuyển trường nào không ai biết. Chồng mình nhận tội, vợ và con thì biến mất khỏi thế gian. Hai người nói có vấn đề gì không? Đi xem thử. Mau đi. Cháy rồi kìa. Nhanh lên. Chuyện gì vậy? Sếp, phòng vật chứng bị cháy rồi. Đi làm nhẹ vào mặt đi. Dạ sao? Alo. Dạ. Dạ được. Ok. Tôi ra ngoài một chút. Sếp ít khi trong lúc điều tra mà bỏ đi vậy á. Ai vậy? Nhất định là người rất quan trọng rồi. Họ không phải chia tay rồi sao? Quay lại. Sếp. Nhận dạng mặt, ngồi đây làm sao? Chào. Tới rồi hả? Xin lỗi nha, anh đang làm gì con bắt anh ra đây? Không sao đâu, bạn bè mà. Có chuyện gì có thể kiếm anh bất cứ lúc nào. Xin lỗi, espresso có phải lên được rồi không? Được rồi. Ừ. Gọi cho anh đó, hy vọng khẩu vị anh không thay đổi. Anh trung thủy lắm. Anh chỉ nói cà phê thôi, không có ý gì khác. Có phiền khi nghe người bạn này nói mấy câu không? Trước đây em gọi cho anh nói đi kia Dương gặp nguy hiểm, anh lập tức nhận tội, ôm hết tội vào mình. Ai thông minh cũng đoán được, anh ta chỉ gánh tội thay. Người đứng phía sau chủ mưu rất có thể chính là Đồ Văn Nặc. Chẳng qua chưa có bằng chứng thôi. Bây giờ em làm việc cho hắn, nhớ phải cẩn thận. Tôi cũng nghi ngờ anh ta. Kẻ thuê người giết Rosalie và tiêu hủy chiếc USB là cùng một người. Em biết USB bị hủy sao? Xem tin tức nói phòng vật chứng bị cháy, mục tiêu chắc chắn là USB. USB cháy rụi rồi, không cứu được. Có phát hiện nhân vật khả nghi chưa? Trước đó có một nữ cảnh sát vào phòng vật chứng, nhưng mà nhìn không rõ mặt cô ta. Anh cho tôi một tấm ảnh được không? Tụi anh đã dùng ứng dụng nhận diện khuôn mặt để phân tích, chẳng qua kết quả hơi chậm thôi. Có thể Phi Phi sẽ giúp được. Sếp, thì ra cô ta ngày xưa đã từng là cảnh sát, tên Trịnh Quế Chi, từng làm ở khu vực này. Địa chỉ ở đây. Xuất phát. Thank you.
cảnh sát. Sao có manh mối không báo cho anh biết? Một mình tới đây rất nguy hiểm. Xin lỗi, lúc tôi tới đây định gọi cho anh, ai ngờ điện thoại hết pin. Lại sợ cô ta bỏ trốn nên đã vào trước. Còn cô ta, có thấy không? Lúc tôi tới cô ta trốn rồi. Sếp, trong nhà tìm thấy bộ đồng phục cảnh sát đã bị đốt cháy. Không chỉ có vậy, tôi tìm thấy thứ này. Bệnh viện anh Phát nằm. Đi. Sao rồi? Sếp, vừa mới tin báo cho anh, anh Phát tỉnh rồi. Trúng hai phát đạn, trong đó có một viên kẹt trong xương sọ. Vậy mà cũng tỉnh là hay rồi. Nhưng bác sĩ nói tình trạng của anh ta không ổn, cũng nguy hiểm tính mạng. Nguy hiểm thì càng không đợi được. Đi một vòng kiểm tra các y tá, trong đó có thể là có Trường Quý Chi. Ừ, yes sir. Ừ. Đi. Đừng sợ, cảnh sát. Tôi muốn anh giúp tôi nhận diện, xem có phải là hung thủ không. Tôi biết anh không thể nói chuyện, nếu như anh nhận ra hắn, anh gật đầu là được. Anh thật sao? Tế, anh không phải canh trước cửa phòng bệnh của anh Phát sao? Tôi đi vệ sinh, chuyện gì căng thẳng vậy? Có gặp y tá với đôi găng tay trắng không? Không có. Tiêu rồi. Tôi biết rồi. Lúc uống cà phê thấy cô ta đi ngang, đã cảm thấy rất đáng nghi. Bởi vì găng tay mà các y tế bệnh viện đang mang đều là màu xanh, nhưng găng cô ta mang lại là màu trắng. Sếp, bác sĩ nói anh Phát hết cứu được. Anh Phát cũng chết. Bây giờ cả manh mối duy nhất cũng mất. Xin lỗi. Đâu phải ta anh đâu. Người làm chuyện xấu nhiều thì gặp báo ứng thôi. Thật ra anh Phát từng tố cáo Di Đình Chiêu. Di Đình Chiêu có thể là chủ mưu. Chúng ta bắt người được chưa? Bắt về có ích gì chứ? Di Đình Chiêu chỉ là con cờ thôi. Đồ gia nặc mới là người ra lệnh. Đúng vậy. Tất cả mọi chuyện đều liên quan tới anh ta.